Hello anh em nhá, mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm cái chất âm của cái bộ cấu hình trị giá gần 20 triệu anh em nhá. 19 triệu 500 nghìn đồng. Mời anh em cùng đeo tai nghe, sử dụng một cặp loa và đồng bộ dàn máy của Lợi Ích Acoustic anh em nhá. Mời anh em cùng đeo tai nghe để anh em cảm nhận cái chất âm. Dù có tim muốn gì vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tay, có khi tim luôn hỏi đến nhiều. Vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người. Dù ta đôi bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cơ, mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Anh em cùng đeo tai nghe thấy cái chất âm của bộ cấu hình này có êm không ạ? Rất êm anh em nhé. Với cấu hình này thì em sử dụng một mic 7525A. Một chút nữa cho anh em nghe cái chất âm của KK. Mà anh em nghe thử tiếng mic nhá. Đấy, em sẽ tạm dừng cái nhạc để anh em nghe cái tiếng mic anh em nhé. À, đây nhá. 1 1 2 5 6 1 1 2 5 6. Cái bộ cấu hình này thì tiếng nó rất là dày anh em nhé, và nhất là bộ mic này tiếng rất là dày và bay tiếng em nhé. 1 1 2 5 6 7 7 8 9 1 1 2 5 6. Anh em có thể nghe cái tiếng mic rất là êm đúng không ạ? Và anh em tiếp tục nghe nhạc anh em nhé. Rất là mượt anh em nhé. Bộ mic 7525A. Combo của chúng ta rất là đơn giản anh em nhé. Loa sử dụng gặp loa V12. V12 anh em nhé. Cặp này bên em bán khá là chạy anh em nhé. Và ngày hôm nay cũng đi được một cặp anh em nhé. Ngày hôm nay cũng đi cặp đây. Đã đóng rất là cẩn thận cho anh em rồi. V12 anh em nhé. Loa V12. Ok chưa? Đó. Cặp loa này nó có mang cái chất âm cực kỳ đẹp anh em nhé. Tiếng bass, tiếng tép rất là đều dải và quan trọng nhất là không bị ù tiếng anh em nhé. Con này lỗ thông hơi đằng trước, anh em nghe qua cái chất âm tí tách của nó, tiếng bass, tiếng chép không hề lẫn được vào đâu là nghe rất êm luôn. Đó, nói chung đây là một trong những cái cặp loa mà em đánh giá rất là cao. Rất là tiếng rất đẹp đúng không ạ? Chỉ có 8 triệu 7 anh em nhé. Hàng nhập nguyên con. Hàng nhập nguyên con luôn anh em nhé. Quên đi đôi môi như xưa môi tìm môi. Quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người. Dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Rất là đẹp đúng không ạ? Tháng năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết đến bao giờ, vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên. Chỉ 8 triệu 7 thôi anh em nhá. Rất đẹp. Và cấu hình này sử dụng cấu hình đồng bộ của Lợi Ích Acoustic anh em nhé. Đó là mic 7x5, vang D5 và cục đẩy PL2.6. Điều duy nhất là cục đẩy PL2.6 này nó rất là ngắn gọn, chỉ sâu có 30 phân thôi anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy rất là ngắn gọn thôi đúng không ạ?
cực kỳ ngắn gọn. PL 2.6 với công suất 600W một kênh em nhé. Thoải mái đánh với cặp loa này. Cặp loa này chỉ với 350W thôi anh em nhé. 350W một cặp này. Một cục đẩy này có thể đánh được 2 cặp anh em nhé. Có thể đánh tốt 2 cặp luôn. Và với những cặp loa này ấy, từ nó làm từ 170 nên tiếng lời của nó rất là hay anh em nhé. Hát karaoke nó rất là nhẹ tiếng anh em nhé, rất là bay. Nên tại sao chơi cái loa này thì rất nhiều anh em thích. Vì đầu tiên là anh em có thể thấy là nó êm anh em nhé. Từ nó nhỏ thì nó sẽ coi nó nhỏ thì nó sẽ chuyên về tiếng ca anh em nhé. Tiếng ca rất là đẹp, nịnh tiếng anh em nhé. Đó. Và PL 2.6 thì 600W cũng rất là nhỏ gọn anh em nhé. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Với mạch công suất thế hệ mới rất là nhỏ gọn. Và con này tiếng rất là hay, đủ giải anh em nhé. Đó. D5 thì con vang số quá quen thuộc với anh em rồi. Giá 4.200.000 đồng anh em nhé. 4.2 triệu. Bảo hành cho anh em 3 năm anh em nhé. 4.2 triệu. Và với con vang này sẽ cài cho anh em là 41 anh em nhé. 41 luôn. À, để anh em hát ca kê. Tiếng rất hay, sạch sẽ. Và mic 7 gram. Bộ mic này đã chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Rất đẹp đúng không ạ? Rất phù hợp với con vang D5 này. Và giá nó là 2.6 triệu anh em nhé. 2.6 triệu bộ mic, 4.2 triệu con vang. Và 4 triệu của cục đẩy. Cộng với cặp loa hiện tại là cặp loa này hiện tại đang là 8.7 triệu. Thì chọn bộ là 19.500 triệu anh em nhé. Anh em có thể tham khảo với cấu hình này. Mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ với hai số điện thoại bên góc dưới nhé. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm. Sẽ hát qua một đoạn để anh em cùng nghe cái chất âm của nó anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em những clip lần sau nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chốn quân thù. Ngày đêm có mặt nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.